Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bước sang tháng đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tuất tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành sẽ đến. Thời điểm tháng 1 năm 2022 là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng, thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Vào thời điểm đầu năm mới, sự nghiệp của người tuổi Tuất đã có những bước tiến đáng kể. Dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng có cơ hội gặt hái được thành công, cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi do ảnh hưởng của dư âm Tết. Trong tháng nhờ có ngũ hành tam hợp xuất hiện phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, công việc được hanh thông, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc. Bạn nên nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên, chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương. Tất nhiên, trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản, bỏ cuộc. Hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ, vươn lên. Vừa ra Tết, khi mọi người ham ăn chơi, hưởng thụ, bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thắng tiến. Chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn, không nên quá độc đoán, chuyên quyền, gây áp lực không đáng có cho người khác. Dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mọi bề. Trong tháng cũng gặp ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, đây là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng. Chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tài lộc. Bước sang tháng đầu tiên của năm Nhâm Dần này, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất có thể coi tháng 1 này là thời điểm hốt vàng hốt bạc của người tuổi Tuất, báo hiệu một năm với nhiều may mắn, thịnh vượng. Bạn có thể bắt vào guồng quay nhanh chóng, tìm ra xu thế của thị trường nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác. Bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp, dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh. Và tháng này đối với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương. Cấp trên không ngần ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư, kinh doanh hay không. Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện tình duyên. Nhìn chung, người tuổi Tuất có con đường tình duyên hanh thông, bằng phẳng trong thời điểm tháng 1 năm 2022 này. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình, bạn cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc đáng quý. Phương diện tình cảm hài hòa, ấm áp, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình. Bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Người độc thân cũng có thể nhân cơ hội đầu năm để giao lưu, gặp gỡ với những đối tượng khác nhau. Khi được người thân hoặc bè bạn giới thiệu cho người này người khác, bạn cũng nên nhiệt tình chấp nhận. Có thể thông qua quá trình trò chuyện, bạn sẽ tìm được người phù hợp với những tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra. Sự tài giỏi, năng nổ, nhiệt tình của bạn cũng là yếu tố gây ấn tượng sâu sắc với người khác giới. Bạn đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Hãy tự tin thể hiện cái chất riêng của mình, hẳn sẽ có rất nhiều vệ tinh xuất hiện xung quanh bạn đấy. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa vợ chồng bạn nhìn chung tiến triển tốt đẹp. Bạn và người ấy đều biết bao dung và nhường nhịn nhau nên bầu không khí trong gia đình vào năm mới luôn hài hòa và ấm áp. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Tuất âm lịch cho rằng hai người có thể cùng nhau làm các công việc nhà, đi du xuân và thăm hỏi họ hàng, vì việc làm ấy có thể gắn kết tình cảm đôi bên, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Đôi khi mâu thuẫn có thể nổ ra giữa hai bên nhưng không đáng kể, thậm chí trải qua hiểu nhầm, hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Tử vi tuổi Tuất tháng 1 âm lịch năm 2022, về phương diện sức khỏe. Tháng đầu năm, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất nhìn chung là ổn định, bạn không đau ốm, bệnh tật nhiều nên tinh thần luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng tập trung cho công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác, mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập để vì nguy cơ bệnh dịch vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn cũng nên sinh hoạt khoa học hơn, tránh ăn các món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá cay nóng, gây ảnh hưởng đến dạ dày. Dưới tác động của hung tinh thiên nguyệt, bản mệnh đừng vì những khó khăn không tránh khỏi trong công việc mà nảy sinh suy nghĩ muộn phiền, bi quan, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, hãy tâm sự với người thân hoặc người giàu kinh nghiệm hơn mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này. Tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào các công việc khác nhau. Quý nhân, người tuổi Dần, người tuổi Mão. Tiểu nhân, người tuổi Tỵ, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết các mối quan hệ xã giao thuận lợi, thích hợp ký kết hợp đồng kinh doanh. Quý nhân, người tuổi Thân, người tuổi Ngọ. Tiểu nhân, người tuổi Sửu, người tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. Tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, được nhiều người nể trọng. Quý nhân, người tuổi Hợi, người tuổi Tỵ. Tiểu nhân, người tuổi Dậu, người tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. Tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán. Khẩu quyết càng chăm chỉ cố gắng thì càng thu được những thành quả triển vọng. Quý nhân, người tuổi Dậu, người tuổi Mùi. Tiểu nhân, người tuổi Thìn, người tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, hãy trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Quý nhân, người tuổi Ngọ, người tuổi Mão. Tiểu nhân, người tuổi Tỵ, người tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Tuất trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.